Do địa hình dốc quanh co nên 6 km thuộc tuyến đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê giai đoạn 2 cần đến 10.000 mét khối đất đắp. Nhưng hơn một tháng nay, đơn vị thi công đã phải dừng thi công do dự án chưa được cấp phép mỏ đất đắp. Trong khi đó, toàn tỉnh Đắk Nông vẫn chưa có mỏ đất nào được cấp phép. Ở cái lý trình của mình ở đoạn ngoài này thì là có 6 km. Thì nhà thầu đề ra là cuối tháng 12 năm 2023 là sẽ hoàn thành. Nhưng mà vì cái vướng mắc về cái điều phối đất đắp của trên tuyến là chưa có, cho nên là dẫn đến là đang nhà thầu thi công đang phải dừng thi công hơn một tháng nay. Cùng chung tình cảnh, tỉnh lộ 5 có chiều dài khoảng 15 km đi qua địa bàn các xã Đạo Nghĩa, Đắc Xin và Hưng Bình của huyện Đắk Sơ Lấp, được khởi công vào tháng 12 năm 2022, nhưng đã dừng thi công hơn 3 tháng nay vì không có mỏ đất đắp. Theo tính toán, dự án cần 80.000 mét khối đất đắp nhưng không thể triển khai. Máy móc hiện đang nằm yên tại công trình, trong khi mùa mưa đang đến gần. Đơn vị thi công đang dừng thi công được 3 tháng thì do công tác điều phối đất dọc và điều phối đất ngang thì ảnh hưởng bởi luật khoáng sản, cho nên là hiện nay khối lượng đất đắp gần như là bị ảnh hưởng, cho nên là đơn vị đang dừng thi công chưa 3 tháng nay rồi. Mong muốn là cho nó tiến độ nhanh để có con đường đẹp để bà con đi lại, chứ thời gian này làm mà thấy dừng hoài đâu có thi công nào đâu. Cũng do vướng quy hoạch bauxit nên năm 2022, tỉnh Đắk Nông đã phải cắt vốn 4 công trình. Theo luật khoáng sản quy định, phải tận thu khoáng sản trước mới được triển khai các dự án khác. Trong khi đó, bauxit hiện chiếm 1/3 diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó quy hoạch mỏ diện tích hơn 200.000 ha. Và chúng tôi cũng đã có rất nhiều tham mưu cho ban tỉnh để hỏi trung ương rồi đề nghị trung ương hướng dẫn, tuy nhiên vẫn gần như là vẫn chưa có cái trả lời nhất định của cơ quan trung ương, nên bởi vậy cũng rất là khó khăn. Nó vướng cả luật khoáng sản, vướng nói chung là nó còn vướng rất là nhiều, nhưng mà sẽ cố gắng quyết tâm của tỉnh. Những công trình nào mà không làm được thì cũng phải cắt. Ví dụ như năm ngoái chúng tôi phải cắt 4 cái công trình vì nó vướng bauxit. Toàn bộ địa hình tỉnh Đắk Nông chủ yếu là đồi núi dốc, do đó việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng ở địa hình đồi núi cao có nguồn đất dồi dư, còn các dự án ở vùng trũng cần nguồn đất san lấp. Điều đáng nói, nguồn đất làm vật liệu san lấp tại các khu vực quy hoạch mỏ bauxit đều có chứa quặng bauxit hoặc nằm xen kẽ trong các tầng đất có chứa quặng bauxit. Vì vậy, muốn làm vật liệu xây dựng, Đắk Nông phải xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi cấp giấy phép khai thác đất san lấp hoặc xác nhận bản đăng ký khu vực khai thác đất san lấp. Năm 2023, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Nông là gần 3.500 tỷ đồng. Mặc dù tỉnh đã chủ động khởi công các công trình dự án sớm ngay từ đầu năm, rút kinh nghiệm về giải phóng mặt bằng, tuy nhiên lại gặp phải hai vướng mắc về quy hoạch bauxit và mỏ đất đắp, nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2023.